em ống ra về, giơ tay cao lên con, giơ tay cao lên 3 mét. Yeah, CVU, SCO, rồi, cắt đi khi nào vẫn vào lưới qua bên trong để dùng mắt kiểm định ghi số à. Hiện giờ đang khu vực quay là khu vực là bờ kè lấy hư mọi người. Đại viên các quan chế trong này trở lại đây nha, em ghi số số, rất là số gì đã còn mấy gì đây, mai mấy gì đây. Hôm qua em đi mà chùa hương, hoa to cơm ở mà hôi xương. Cùng thầy mẹ đánh đầu em xôi vương, kèo bóng em tẹo bò không hết rồi vô luôn rồi sổ chưa rồi cho đi nào người dân qua trời háo hức bình thường không có được phát triển mọi vấn đề ha. Khu vực này mọi người đang không có gửi xe mà đậu lắng chiếm lòng lề đường nha. Hai vé thôi mình đi ơi, mời công an đó, công an khu vực, công an huyện đến giải rõ cho mình cái khu vực này. Chờ không nổi hả nè, nè Thảo ơi, hai chị mới vô kìa Thảo, đúng rồi thôi mình tha off nha. Rồi, rồi.